Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 500 ngàn token Bantu. Tổng của này góp đây 50 ngàn USDT nè bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 9 và limit là 15k member các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Chưa các bạn. Các bạn mở link không link phong qua nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên group kênh seller nữa các bạn. Rồi trên kênh Telegram giúp các bạn join sao nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Join tiếp kênh Zalo. Sau khi bạn join xong thì bạn bắt đắp lên nè. Các bạn nhập vào anh cùng nhập vào setting. Các bạn copy username của mình chỗ này nè các bạn. Cộng 5 số 2 các bạn dán vào đây nè các bạn. Sau đó thì các bạn follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn follow minimum. Rồi các bạn follow tại Twitter nè. Trên tại Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn kịp nhận phải dưới game, các bạn tăng 3 người bạn vào các bạn. Dưới hashtag. Rồi các bạn đắp nữa nè. Thì các bạn nhớ copy hashtag này dưới các bạn và tăng 3 người bạn. Sau đó thì bạn gỡ lại. Rồi tiếp tục follow từ Twitter đi bạn. Follow minimum đi. Hy vọng được. Chết bà không được. Các bạn bóc cái IP rồi bạn. Ok, link minimum thì mình để dưới phần link mô tả cho các bạn follow nha các bạn. Và không được các bạn phát IP sang qua kỳ các bạn follow nha các bạn. Rồi sau đó thì dòng thứ hai thì các bạn điền lại username từ Twitter các bạn thì bạn mở từ Twitter tất cả bạn nghe. Các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn, nhấp vào cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sẽ chấm liên kết nè các bạn. Bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi tiếp tục con submit địa chỉ BNB sẽ bắt trên Bet20 trên YouTube Red của tất cả bạn. Bạn sao chép. Bạn dán vào đây. Rồi các bạn ghép giới thiệu này thì các bạn điện giúp mình là cộng 5 số 2 bên đây phần link mô tả cho các bạn nè các bạn. Để mình copy minimum. Rồi trên đi minimum thì các bạn sao chép được đi minimum này nè các bạn. Rồi các bạn dùng một cái trình duyệt khác các bạn follow thôi. Trình duyệt browser nữa. Mình là biến phát copy quá các bạn. Giao ấy. Được rồi. Không được luôn. Rồi trên đi minimum thì các bạn follow các bạn điền là username minimum các bạn gửi các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.